Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, một loạt đám cháy kinh hoàng đã thiên rụi khu vực Panhandle của bang Texas, Mỹ và nhanh chóng lan rộng tới hơn 3.370 km vuông, làm ảnh hưởng tới các khu vực lân cận khác. Truyền thông Mỹ đưa tin một phụ nữ 83 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cháy. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được khoảng 3% diện tích đám cháy. Đây cũng được nhận định là một trong những vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của bang Texas. Theo như loạt ảnh và video tại hiện trường được ghi lại, đám cháy ngày một lan rộng khiến cho nhiều khu vực bao trùm bởi khói xám, nhiệt độ cao, đồng thời các trang trại, nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại đây cũng bị thiêu rụi thành thang. Tôi đã cố xác định hướng lửa bùng phát để chạy trốn. Tới khi tôi quay đầu lại thì nó ở ngay bên kia phố. Tôi đã bị bỏng khi cố thoát ra khỏi đó. Tôi cũng mất 8 con chó và 10 con vịt. Trước tình hình nguy cấp, Thống đốc Greg Abbott tại Texas đã ban hành tuyên bố thảm họa cho 60 quận trong bang và kêu gọi ban quản lý khẩn cấp Texas gửi thêm nguồn lực và lính cứu hỏa đến khu vực bị ảnh hưởng. Người dân tại nhiều khu vực hiện đã nhận lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn do đám cháy vẫn đang lan nhanh nên nhà máy hạt nhân Pantex tại địa phương, các trục đường và nhiều cơ sở công cộng cũng tuyên bố đóng cửa tạm thời.